Nguyên nhân, Nhật hứng chịu 155 trận động đất một ngày. Nằm trên vành đai lửa, Nhật có hoạt động địa chấn phức tạp khiến nước này hứng chịu 155 trận động đất và sóng thần trong ngày đầu năm mới. Lần đầu tiên kể từ năm 2011, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA hôm qua đã phát đi cảnh báo sóng thần sau trận động đất 7,6 độ ở bán đảo Noro thuộc tỉnh Ishikawa. Đây là rung chấn mạnh nhất trong tổng cộng 155 trận động đất xảy ra ở miền Trung Nhật Bản trong ngày đầu năm mới. Kể từ năm 2020, bán đảo Noro đã ghi nhận 5 trận động đất mạnh trên 5 độ, hơn 500 trận động đất trên 1 độ đã xảy ra trong khu vực kể từ tháng 12 năm 2020. Hồi tháng 5 năm 2023, loạt địa chấn 5-6 độ diễn ra ở đây khiến một người không qua khỏi, 49 người bị thương và phá hủy khoảng 200 tòa nhà. Các nhà nghiên cứu của chính phủ Nhật hồi tháng 5 năm ngoái đã cảnh báo hoạt động địa chấn dự kiến tiếp diễn trong một thời gian và kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai. Động đất thường xảy ra ở đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo, những khối đá khổng lồ tạo nên lớp vỏ trái đất. Đứt gãy cho phép các khối đá dịch chuyển tương đối so với nhau, nhưng đôi khi chúng mắc kẹt với nhau, khiến cho áp lực tại các đường đứt gãy gia tăng. Khi áp lực ngày một gia tăng và đạt tới đỉnh điểm, các mảng kiến tạo sẽ bị trượt. Hadi Gassemi, nhà địa chấn học tại tổ chức Geoscience Australia ở Canberra, nói, khi xảy ra hiện tượng trượt, năng lượng sẽ được giải phóng dưới dạng sóng địa chấn, khiến cho mặt đất rung chuyển, gây động đất. Dù chưa xác định chắc chắn nguyên nhân trận động đất ngày 1 tháng 1, các nhà nghiên cứu cho rằng mức nước ngầm gia tăng có thể góp phần gây ra sự bất ổn của hoạt động địa chấn trong khu vực. Junichi Nakajima, giáo sư khoa học trái đất và hành tinh tại Viện Công nghệ Tokyo cho biết, nước ngầm dâng cao có thể xâm nhập vào các đường đứt gãy khiến cho chúng dễ trượt. Phân tích của nhà nghiên cứu sóng địa chấn đã chỉ ra nước ngầm tích tụ ở độ sâu 20-30 km và nếu nó dâng cao lên khoảng 10-15 km, động đất có thể xảy ra. Herve Tekanchik, người đứng đầu khoa địa vật lý kiêm giáo sư trường nghiên cứu trái đất thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết, hiện tượng này chỉ xảy ra khi mảng kiến tạo này trượt lên trên mảng kiến tạo kia, khiến nước ngầm dịch chuyển theo chiều dọc. Ông cho biết Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. 4 trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt trái đất nằm ở Nhật Bản. Quốc gia này cũng nằm trên vành đai lửa, chuỗi các núi lửa và các địa điểm hoạt động địa chấn ở rìa Thái Bình Dương, khiến Nhật trở thành một trong những nơi dễ xảy ra động đất nhất thế giới. Ataro Kaito, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Động đất thuộc Đại học Tokyo cho hay, hoạt động địa chấn ở bán đảo Noro đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong trận động đất ngày 1 tháng 1, ông nói dòng nước ngầm có thể làm các đường đứt gãy bị trượt và gây ra vết nứt lớn hơn. Chúng ta cần tiếp tục chú ý đến hoạt động này. Do Nhật Bản nằm sát biển, những trận động đất như vậy có thể gây ra sóng thần. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không phải mọi va chạm giữa hai mảng kiến tạo dưới biển đều gây ra sóng thần. Khoảng 10 phút sau khi trận động đất xảy ra hôm 1 tháng 1 ở Noro, đợt sóng thần cao khoảng 1,2 mét đã tràn vào cảng Wajima của bán đảo. Điều may mắn là các đợt sóng thần sau đó có cường độ thấp hơn và không gây thiệt hại nặng cho khu vực bờ biển cũng như các nhà máy điện hạt nhân. Dù vậy, thảm họa động đất đã khiến cho nhiều công trình sụp đổ, hơn 30.000 hộ gia đình mất điện và ít nhất 48 người không qua khỏi. Động đất và sóng thần không thể dự đoán chính xác, song các nhà khoa học có thể nắm rõ những khu vực có nguy cơ cao nhất. Khoảng 500.000 trận động đất xảy ra mỗi năm, nhưng hầu hết không được phát hiện trừ khi có những cảm biến địa chất hiện đại. Khoảng 100.000 trận có thể cảm nhận và chỉ khoảng 100 trận gây thiệt hại. Theo phân tích của Times, Hirata Naoshi, giáo sư kiêm chuyên gia về động đất ở Đại học Tokyo cảnh báo những người đã sơ tán ở Nhật không nên trở về nhà cho đến khi tất cả cảnh báo được dỡ bỏ. Ông lo ngại nguy cơ xảy ra một trận động đất mạnh và kéo theo sóng thần xảy ra trong thời gian tới khi hoạt động địa chấn dưới lòng đất vẫn tiếp diễn. Người Việt ở Nhật Bản cầu mong bình an sau động đất. Nhiều người Việt ở Nhật Bản cầu mong không có tổn thất về dân sự trong động đất, nhưng cũng biết rằng trong thảm họa đó là điều khó tránh khỏi. Ngày đầu tiên của năm mới 2024, nước Nhật hứng chịu trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Thời điểm xảy ra động đất, cả gia đình chị Phương Thúy sống ở Nagano cùng một số bạn bè đang ở trên núi trượt tuyết. Chị Thúy kể mặc dù chỗ chị không phải là tâm chấn động đất và chỉ bị rung lắc, nhưng với chị đó là lần đầu tiên cảm nhận rõ thế nào là động đất. Sợ thực sự, mấy chị em người Việt có phần hoảng loạn, nên chui hết xuống gầm bàn, còn người Nhật xung quanh thì vẫn ngồi thản nhiên như không. Hơi xấu hổ, nhưng thực sự là sợ, chị Thúy nói. Cũng may rung lắc khoảng 5 phút là hết.
Nỗi sợ cũng sớm qua, nhưng xem TV, thấy người dân ở tỉnh Ishikawa mới ngày đầu năm đã phải chạy nạn vì cảnh báo sóng thần lớn, nhà cửa thì đổ sập mà xót xa. Mình đã cầu mong không có tổn thất về người, mà trong thảm họa thì đó là điều khó tránh khỏi, chị Thúy nói. May mắn là gia đình chị Thúy vẫn bình an, năm mới không mong gì nhiều, chỉ cầu chúc có thật nhiều sức khỏe và bình yên cho tất cả mọi người, chị Thúy bày tỏ. Vợ chồng chị Tuyết Ngân và anh Hoàng Minh cho biết, nhà anh chị ở Kanto không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, lúc anh chị đi chơi trong một tòa nhà ở Odaiba thì thấy có rung lắc nhẹ. Trên nhóm Facebook Cộng đồng Người Việt tại Nhật Bản, Người Việt Nam tại Nhật Bản, nhiều tài khoản đăng tải những hình ảnh về trận động đất do người Việt chụp lại cùng những lời hỏi thăm, cầu chúc bình an. Một người dùng viết, ngay sau trận động đất xảy ra ở Ishikawa, khoảng 16 giờ 27 phút theo giờ địa phương, một vụ phun trào núi lửa đã xảy ra tại Suwa Nosejima, núi lửa Ontake, thuộc tỉnh Kagoshima, Nhật Bản. Mong anh chị em an toàn và giữ gìn sức khỏe. Một người dùng khác cho hay, tuyệt vời, truyền hình Nhật Bản đưa ra cảnh báo bằng cả tiếng Việt để giúp người Việt Nam sống tại Nhật Bản biết cách bảo vệ tính mạng. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, được tin trận động đất sóng thần xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận miền Trung Nhật Bản gây tổn thất lớn về người và tài sản. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko. Trong lúc này, Nhật Bản cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ. Người còn sống sót sau trận động đất, 3.000 cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa từ khắp cả nước đã được Chính phủ Nhật Bản điều động đến khu vực động đất. Ít nhất 48 người được xác nhận là đã không qua khỏi đến chiều ngày 2 tháng 1, người phát ngôn của tỉnh Ishikawa xác nhận với CNN. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ tất cả các cảnh báo về sóng thần dọc theo các phần bờ biển phía tây của đất nước. Nhưng hơn 24 giờ sau khi trận động đất xảy ra, việc tiếp cận phần phía bắc của bán đảo Noto hẻo lánh vẫn bị hạn chế. Ngày 2 tháng 1, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết sau cuộc họp khẩn cấp về thảm họa, rằng một con đường bị phá hủy đã cắt đứt lối đi vào khu vực. Các quan chức dùng trực thăng bay qua bán đảo, nơi nổi tiếng với phong cảnh ven biển và cảnh quan nông thôn, và đã báo cáo nhìn thấy những con đường bị hư hại, lở đất và hỏa hoạn lớn. Để đảm bảo tuyến đường tới đó, chúng tôi phải huy động tất cả các phương tiện vận tải, không chỉ trên mặt đất mà còn bằng đường hàng không và đường biển. Chúng tôi đã nỗ lực chuyển hàng hóa, vật tư và nhân sự tới đó kể từ đêm qua, Thủ tướng Kishida nói. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, hơn 35 dư chấn trên 2,5 độ Richter đã xảy ra gần tâm chấn trận động đất ở Nhật Bản trong 24 giờ qua. Trong số các dư chấn này, có một dư chấn trên 6 độ, 12 dư chấn từ 5 độ trở lên và 22 dư chấn trên 4 độ Richter. Các nhà địa chấn học của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo các dư chấn có thể kéo dài hàng tháng. Người Nhật xếp hàng nhận nước uống sau động đất. Hàng trăm người dân thị trấn Shika kiên nhẫn xếp hàng trong giá rét để nhận nước uống khi trận động đất 7,6 độ tàn phá cơ sở hạ tầng. Ông Tsugumasa Mihara, 73 tuổi, ngày 2 tháng 1 có mặt trong đoàn người xếp hàng giữa giá rét bên ngoài tòa thị chính thị trấn Shika, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản để chờ nhận 6 lít nước uống. Dòng người kéo dài ra cửa và vòng xung quanh tòa thị chính cạnh những lớp đá vỉa hè nhô lên khỏi mặt đất sau trận động đất mạnh 7,6 độ làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản vào đúng ngày đầu tiên của năm mới. Trận động đất khiến nước sạch trở thành nguồn cung khan hiếm ở Shika và nhiều khu vực xung quanh. Ông Mihara cho hay trận động đất không giống với bất kỳ thảm họa nào ông từng trải qua. Hôm đó, ông vừa lì xì cho cháu nội và đang chợp mắt thì tỉnh giấc vì rung chấn. Bát đĩa trong bếp nhà ông rơi vỡ tan tành nhưng không ai bị thương và nhà thì vẫn có điện. Nhưng bây giờ, vấn đề với người dân là nước khi mà hệ thống nước sạch đã bị hỏng sau hàng chục dư chấn làm rung chuyển Shika và những thành phố khác ở Ishikawa. Tôi chỉ cảm thấy bất lực, ông Mihara nói. Tất cả những gì tôi làm khi đó là cầu nguyện động đất, ngừng sớm. Bà Yuko, 58 tuổi, cũng đang xếp hàng nhận nước. Tôi đang xem TV ở tầng 2 thì động đất xảy ra, bà nói, cho hay, phải bám vào màn hình để TV không rơi xuống. Tôi đương nhiên sợ nhưng không thể bỏ chạy vì sống cùng gia đình. Hàng loạt trận động đất làm sập các tòa nhà lớn gây ra các cơn sóng thần cao hơn 1 mét và làm bùng phát trận hỏa hoạn ở thành phố Wajima, thiêu rụi một góc chợ. Giới chức Nhật Bản thông báo ít nhất 48 người đã không qua khỏi và con số này còn có thể tăng lên. Chính quyền kêu gọi sơ tán với người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất sau trận động đất ngày 1 tháng 1,
thời điểm người dân đang quây quần bên gia đình đón năm mới. Không khí yên ắng một cách kỳ lạ ở một khu vực cấm xe cộ gần Sika, nơi một chiếc ô tô bị bỏ lại vì mắc kẹt trong mặt đường nứt toát. Người dân xếp hàng bên ngoài một siêu thị để mua đồ dự trữ, trong khi một số cửa hàng tiện lợi đóng cửa. Công tác cứu hộ đang được tiến hành. Công nhân xây dựng cố gắng vá lại những vết nứt lớn trên đường, còn lực lượng cứu hộ, quân đội và cảnh sát thì được triển khai tới hiện trường. Một gia đình đứng bên ngoài ngôi nhà gỗ truyền thống siêu vẹo ở Wajima. Akiko, 46 tuổi, cho hay trận động đất kéo dài dữ dội khiến họ không thể về nhà vì đường xá đã hỏng. Ngay cả khi có thể quay về, tôi cho rằng cuộc sống không thể sớm quay trở lại bình thường vì nhu yếu phẩm khan hiếm, cô nói. Họ cùng hàng xóm tới một trung tâm sơ tán gần nhà để ở tạm, sử dụng túi nhựa đựng chất thải trong nhà vệ sinh và sẽ thay túi khi đầy. Tôi rất lo về nguy cơ lây lan bệnh tật, Akiko nói, bày tỏ thời điểm bắt đầu năm 2024 sẽ khắc sâu mãi mãi trong ký ức của tôi. Tôi đã được nhắc nhở rằng cuộc sống bình thường quý giá nhường nào. Akiko nói, chúng tôi đã trải qua điều tồi tệ nhất, vì vậy tôi sẽ tiến lên phía trước, cố gắng quay về cuộc sống bình thường.